Đưa tiền lại mang lại mà. Ừ. Cái hôm qua mang đi sang. Ồ, cái này mà thầy ngồi có khả năng sập không? Chết rồi. Cái giường này làm từ bằng tre. Các bạn tưởng tượng thì không biết là như thế này mà ngủ ở đây. À, cái này bằng sắt à? Bằng sắt, như bằng hai sắt. Anh em nó nghỉ. Ờ, thế chỗ này. Chợ, đây. Đây. Cái này là... Hai anh em nó nghỉ nó gãy mẹ, bây giờ nó lấy tre đấy. Cái này là thầy là vừa làm gãy hay là... Hay là... Gãy từ trước rồi. Gãy từ trước đấy. Thầy vừa nghe tiếng sắt cái rồi. Ồ, cái này nó phải bắt thầy nặng thầy. Quá. Ừ. Đây. Cái này thầy ngồi này thì đúng là gãy hết. Thế những cái hôm lạnh nhất thì thời tiết xuống gần 0 độ C nó còn băng giá thì nằm ở đây gió nó lùa thì sao? Ngủ làm sao? Ờ, đắp chăn vào thấy ấm mà. Đắp chăn thấy ấm hả? Ừ. Hay là mình ở trên đây mình chịu lạnh quen rồi. Vâng, chân hay. Chứ bây giờ các bạn biết là vừa rồi là đợt rét lịch sử ấy thì nằm ở trong phòng đắp 2-3 chăn còn thấy lạnh ở đây vẫn mà. Vẫn thấy ấm đúng không? Đây. Bạn nhìn thấy ở đây nằm ở đây ngắm được cả vườn ngô này. Đấy. Những cái bắp ngô nào mà đến mùa thu hoạch ăn được là chắc là không thoát khỏi cái tầm nhìn của anh em quay đâu nhỉ, quay nhỉ. Chào anh nhá. Chào quay à. Đây chồng đây nhỉ. Đây. Đây là bố quay à. Vâng. Rồi, chào anh. Đây đeo cái gì bên này đấy? Máy nghe. À, máy trợ thính đúng không? Rồi, chúc mừng. À, thầy ăn rồi. Ở đây hôm nay là thầy giáo đến là vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là mình đến gia đình của chị, có thể giới thiệu tên nhỉ? Chị Lý Lý Thị Thắm. Lý Thị Thắm và anh gì nhỉ? Anh Chiếu A Lộc. À, Chiếu A Lộc. Vâng, hôm nay thầy đưa chút nữa. À, đây là. Đây quà này này. Vâng. Quà này là của giáo xứ Hà Lai ấy, của cha đạo ở dưới giáo xứ Hà Lai đấy. Vâng. Của thôn thôn xóm giáo xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh là có đến gửi đến cho các anh chị. Vâng. À, để ăn Tết. Vâng. Hai bao gạo khoảng 10 cân gì đấy. Vâng. Và một cái chăn. Đây. Còn mình chỉ có vai trò là giúp chuyển đến những cái sản phẩm này này. Gạo và chăn gửi gắm tình yêu thương của giáo xứ nhà thiện nguyện giáo xứ Hà Lai đến gia đình anh chị. Và đây cũng là phụ huynh, gia đình phụ huynh của mình chủ nhiệm nhé các bạn nhé. Vậy là mình đeo cái tai nghe này là thầy giáo nói chuyện là anh cũng nghe rõ chứ hả? Nghe rõ mà. À, nghe rõ hả? Trước đến hôm đến một lần thì cũng chưa có dịp để nói chuyện với gia đình. Thầy giáo hôm nay bảo quay cũng về sớm chứ bảo đi ăn trưa ở bán chú thì thấy lại bỏ về rồi. Mới về đến nhà xong. À, vừa về đến nhà. Là bảo thấy thầy bảo ăn trưa, nó bảo hôm nay được nghỉ thì nó không ăn nữa. À, chiều thì nghỉ rồi. Nhưng mà ngày mai lại đi học sớm, đi ăn sớm. Đâu, phải thầy xin chén nước để đến nhà này. Nước hay là rượu đấy? Rượu. Ôi, rượu á? Ừ. Có nước lọc không? Không. Không có nước lọc à? Nước ngọt quá mà. Không nước lọc nữa. Cái nước nấu, nước sôi, đây cũng là rượu à? Không, cái này là thứ nước sôi. À, đấy thầy uống rượu đó nha, thầy giờ đang kiêng đi.
gia đình đây là lấy rượu uống thay nước lọc, hay là hôm nay thấy thầy lên là mới mang nước lọc ra đúng không? Nào, thầy uống với đây. Hơi nóng đấy nhỉ. Không sao cả, người đỡ. Chị Thắm và anh Lộc nhỉ, Lộc. Chúc sức khỏe anh chị nhá. Mình lấy nước lọc để chúc sức khỏe thôi, mình không uống được rượu nhá, mình đang có vấn đề sức khỏe. Gia đình anh chị Thắm Lộc là thuộc diện hộ nghèo. Và cũng là một hộ nghèo duy nhất ở lớp mình chủ nhiệm. Và mình cũng lần này là lần thứ hai mình quay lại gia đình. Và mình phát hiện gia đình của anh chị cũng thật sự là nghèo đúng nghĩa luôn. Đúng không? Thực ra là có rất nhiều nguyên nhân nghèo. Có thể là ví dụ như có thể liệt kê ra là những trường hợp như là nghèo về lười biếng hay là thế này thế kia đúng không? Nhưng mà đây gia đình mình thì không phải như vậy. Mà gia đình nghèo là do vấn đề thứ nhất là mình không có những công cụ canh tác như đất đai, thứ hai là về bệnh tật của anh chị. Ví dụ như là anh đây này. Đây anh Lộc này, đây cái tai của anh Lộc này đó. Anh bây giờ là nếu mà bình thường thì anh không nghe được, nhưng mà đã có sự hỗ trợ như ai đã mua cái giúp anh chị cái máy trợ thính này nhỉ? Anh chồng. À anh chồng à? Vâng. Rồi đã có máy trợ thính và anh đã nghe được bình thường của anh Lộc nhỉ? Anh Lộc. Anh có nghe được bình thường. Thế bình thường nhỉ? Nghe bình thường. À nghe bình thường à? Thế là thầy hỏi mà anh cũng Thế bình như anh Lộc là nói tiếng Kinh có giỏi không? Tiếng Kinh thì nó không thạo mấy. À không thạo mấy à? À bảo sao thầy giáo hỏi mà anh không hiểu. Mình là người Dao chứ nhỉ? Vâng. Rồi mình là người Dao. Người Dao thì nói tiếng Kinh nó không thạo mấy. À. Không, thực ra là bây giờ hiện nay thì cái tiếng phổ thông của mình, tiếng Kinh ấy, thì rất nhiều người nói tốt, nhưng mà bây giờ bảo là như trường hợp của anh là hiếm thôi. Chứ thầy đi gặp rất nhiều người như ở Lý Khoái hay trên trực của mình cũng nói tiếng Kinh rất là giỏi đấy. Kiểu ở đây thì người ta hay nói tiếng Dao ấy, ít nói tiếng Kinh ấy. Sáng nay là anh đi làm gì đây? Đi làm nương. À, đi làm nương à? Thế nhà mình là về đây thì như thầy nghe thầy thấy là mình là chuyển từ Lý Khoái về đây mà nhỉ? Không. Có Quảng hả? An. À Quảng An về. À Tầm Làng đúng không? Rồi Tầm Làng là một thôn rất là sâu, rất là xa. Quay về đây ngồi quay ơi. Thế bây giờ về đây thì đất đai của mình thế nào? Ở đây mình có đất đai không? Không có đất đai. Thế nhà mình ở đây thực ra nếu mà nói nhà này, nhưng mà đây ở thế kỷ 21 rồi mà tí nữa mình sẽ review cái nhà cho các bạn xem nhá. Thế về đây thì cái đất này là mình không phải có sổ đỏ không? Không, cái chỗ này, đất này là của đứa cháu. À của đứa cháu. Nó làm lều nó trong ở. À làm lều cho ở, vậy là mình đã tận dụng lại đúng không? Vâng. Thế bây giờ đây cái này gọi là nhà hay là lều đấy? Lều thôi. Gọi là lều à? Bây giờ mình nghĩ đến những câu nói là một túp lều tranh hai trái kim vàng đúng không? Quan trị là gia đình hạnh phúc và các cháu được mạnh khỏe. Anh chị là ngoài cháu quay ra còn được mấy cháu nữa nhỉ? Còn đứa em nè. Có hai thôi hả? Ờ, sinh con rất có kế hoạch đúng không? Toàn là con trai hết rồi. À toàn là con trai đúng không? Con trai có sức khỏe đúng không? Sau này giúp bố mẹ thoát nghèo đấy. Chả biết giúp. Đây là ngôi nhà khoảng được bao nhiêu mét vuông? Theo mình như này khoảng được 20 mét vuông nhỉ? Được 20 mét vuông. Đây, gian bếp đây. Gian bếp là sinh hoạt luôn, kia phòng khách kia đây. Vâng. Đây trong đây là phòng gì? Phòng ngủ. À, phòng ngủ à? Vâng. Thế nào? Ôi, có một em đây đúng không? Vâng. Đây, quà tặng vừa rồi là cũng nhà trường là cũng có hỗ trợ. Bây giờ và các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho các bạn nghèo vượt khó, trường hợp như bạn quay này đúng không, rất vâng. Học sinh khá và rất là ngoan ở trường mà đã được nhận hỗ trợ của các bạn. Ở đây là một phòng đúng không? Vâng. Đây là chia đôi ra, cái đây là phòng của vợ chồng bên kia phải không? Vâng. Để các bạn có thể nhìn đây, nhà cửa đây, cái này chủ yếu là làm bằng tre. Thực ra cái này trước đây là như chị Thắm nói là cái chòi của cháu gái. Và khi mình về đây là mình mượn lại
và anh chị đã nên ở đây. Và thế dự kiến tới này nhà mình có xây nhà thế nhưng ở đâu, đất đai mua đâu? Bây giờ thì không có chỗ thì chưa ấy được. Chưa có chỗ chứ chưa có đất hả? Vâng, chưa có đất đai. Thì... mình có xin ở đâu không? Mình đã xin được ở đâu? Địa phương có cấp ở đâu không? Là như nào? Không. Thế còn bên ở bên tầm làng thì mình phải có nhà đấy chứ? Bên tầm làng thì có. Như kiểu là chồng nó không làm được ấy. Ừ. Chị chồng nó đưa sang đây nó giúp đỡ thôi. À thế à? Bây giờ chúng ta xem trên nhà là được ngập lập ngói vào luôn. Và chen đá để chen đá là để chắc. Chắc đúng không? Cái việc việc thứ hai là anh nói việc là nghe rồi à? Cái vấn đề nghe của anh có vấn đề mà hay là cái tiếng kinh là anh không nói sõi. Cho nên là không hiểu tiếng kinh thì nó rất là bất lợi cho việc xin được việc làm, đúng không? Đây là khu vực đất này là đất của cháu gái. Nhà mình không có một cái chút đất nào nhỉ? Không. Đây khu vực đây này. Ngôi nhà rất là sơ sài. Mà tương lai chưa biết chưa biết đâu vào đâu nữa. Không biết là đi đâu về đâu nếu mà cháu gái lấy lại đất, đúng không? Mà cái đất này thực ra là cái khu vực đất này chỉ là đất canh tác mà mình đã dựng cái chòi này lên ở tạm thôi, đúng không? Vâng. Và mình các bạn sẽ thấy là ở trong nhà có thể nhìn xuyên được ra ngoài qua những cái khe hở của những cây tre để làm tạm thay cái bức tường thôi. Đây các bạn nhìn đây này. Đấy. Phải nói rằng là ngôi nhà này đấy là trời mưa là thấy mưa và trời nắng sẽ thấy nắng. Không gian hầu như là về sinh hoạt rất là khiêm tốn. Rất là khiêm tốn. Và mình thấy là chưa có một cái đồ dùng sinh hoạt nào thiết yếu mà có giá trị. Thế một tháng nhà mình sử dụng hết bao nhiêu tiền điện? 30-40 nghìn thôi. 30-40 nghìn tiền điện hả? Vâng. Rồi. Các bạn thấy ví dụ là cái chất lượng cuộc sống thì người ta nó thường có thể đong đo được bằng cái một tháng ví dụ là bao nhiêu tiền điện này, hoặc là bao nhiêu tiền nước. Nhưng mà ở đây thì vấn đề nước thì là có nước sạch từ nguồn về rồi, đúng không? Vâng. Rồi. Nguồn rồi thì mình không mất, nhưng mà tiền điện với một tháng mà 30 nghìn. 30 nghìn tiền điện thì là mình có phải trả không? Mình cũng vẫn phải trả hả? Vâng. Mình vẫn phải trả, bởi vì là như thầy tưởng là với số tiền đó thì là nhà nước hỗ trợ tiền. Vâng. Tưởng nhà nước hỗ trợ nhưng không phải hả? Không đâu. Nào anh. Bên đây là rượu. À rượu, đây này. Nào, lại uống với thầy nhé. Không, thầy uống cái này thôi. Thầy uống cái này thôi. Hôm nay là không mua chè, không cả. Không, không cần, thầy chỉ cần nước lọc thôi. Lên trên đây không khí trong lành. Thực ra cái ngôi nhà mình đây là không xa trung tâm xã là bao nhiêu đâu. Chỉ còn khoảng vài trăm mét là đến mặt đường rồi, đúng không? Và xung quanh có rất nhiều những cái ngôi nhà kiên cố và được xây rất là đẹp, sơn đẹp. Tức là đồng bào ở trên đây là vấn đề phát triển kinh tế cũng rất là bền vững. Tuy nhiên là chỉ một vài trường hợp là cũng có những gia đình là về cái vấn đề sức khỏe tinh thần, hay là về vì là chuyển từ nơi khác về đấy, không có đất. Ở trên đây chủ yếu là trồng nương trồng rẫy, nhưng mà không có đất thì chúng ta phải làm thuê. Với sức khỏe anh chị những con người nhỏ bé như thế này thì vấn đề làm thuê thì với thu nhập thì rất là hạn chế. Chỉ là đủ nuôi các con sống, gọi là ăn sống qua ngày thôi, đúng không? Một mình em đi làm nuôi cả ba người rồi. Một mình em đi làm nuôi cả ba người. Chồng nó không làm được gì. Có lúc thì nó chân nó lại đau. Chân nó đau. Cái khớp của nó. À thế ạ? À? Rất là vất vả, đúng không? Cho nên là vất vả cứ phải cố làm thôi. Con nó lớn rồi. Cái này là nguồn lao động đấy, đúng không? Nào, mời anh. Nào, bây giờ thầy muốn nói chuyện tâm sự với anh, nhưng mà anh không biết tiếng kinh thì thầy cũng rất là khó. Đây, bánh của anh chị đây, thầy mời. Mình đến trên đây là mình cứ phải ăn, đúng không?
cứ phải ăn để thể hiện tấm lòng, tấm lòng hiếu khách của gia chủ. Hôm nay là bao nhiêu Tết nhỉ? Âm này là bao nhiêu Tết nhỉ? 22 à? Hôm nay là phải giống như 22 rồi. Đây, gia đình mình đã có dự định gì cho Tết năm nay? Chỉ mấy con gà là xong. Mấy con gà nuôi trên đây, nuôi gà trên đây, nuôi gà rất là dễ, vì là cứ thả gà ra ngoài đấy là bới con giun, con dế, hoặc là gần rừng, đi vào rừng ấy là bắt những con cào cào châu chấu, hay là ăn những cái cây thuốc ấy, cho nên gà trên đây ăn rất là ngon, đúng không? Cũng là gà bản. Khi nào Tết mà có gà bản là phải gọi cho thầy lên ăn gà bản nhá. Vâng. Đúng, thầy chưa được ăn gà bản bao giờ, chỉ nghe thôi. Đúng chưa? Vâng. Chỉ nghe là trên đây nổi tiếng thôi, nhưng mà chưa được ăn gà bản đâu. Đấy, chúng ta đang nói cái câu chuyện Tết. Chính vì là Tết thì nó là cái Tết yêu thương, là chia sẻ những cái nỗi vất vả, những khó khăn mà nhiều trường hợp, những hoàn cảnh mà những gia đình khó khăn gặp phải ấy, thì có rất nhiều những mạnh thường quân người ta có thể chia sẻ những cái tấm lòng còn lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình ở đây thì mình chỉ gọi là xuất phát từ những tấm lòng, từ tấm chân thành của mình, là mình là một sợi dây kết nối của những nhà hảo tâm. Tuy nhiên là những cái món quà nó không có giá trị, nhưng mà đây là nó có rất là ý nghĩa, để động viên kịp thời đối với những gia đình, để cho họ biết rằng là ở xã hội này xung quanh họ còn rất nhiều quan tâm đến họ, và cũng là một động lực để cho họ phát triển sau này, mà họ cũng có động lực để nuôi dạy con cái. Nào, chúng ta lại một chút, cứ rót nhé, đừng rót nhầm rượu cho thấy nhé. Không, em đâu có ra dòng rượu cho thấy. Em thì mèo lạnh. Mèo này của nhà mình đấy, vào em. Mèo gầy lắm. Tranh thủ có tin nắng. À, chạy lại ngay đây này. Mèo đẹp nhá, màu lông đẹp. Đầu tiên lại mang lại mà. Cái hôm qua mang cái chân. Ồ, cái này mà thầy ngồi có khả năng sập không? Chết rồi. Cái giường này làm từ bằng tre. Các bạn tưởng tượng thì không biết là như thế này mà ngủ ở đây. À, cái này bằng sắt à? Bằng sắt, như bằng hai sắt. Anh em nó nghỉ. Ờ, à, thế chỗ này. Chợ, đây. Cái này là... hai anh em nó nghỉ, nó gãy mẹ, bây giờ nó lấy tre đấy. Cái này là thầy là vừa làm gãy hay là gãy là... từ trước rồi. Gãy từ trước đấy. Thầy vừa nghe tiếng sắc cái rồi. Ồ, cái này nó bắt thầy nặng thầy quá. Đây. Này, thầy ngồi này thì đúng là gãy hết. Thế những cái hôm lạnh nhất, thời tiết xuống gần 0 độ C, nó còn băng giá, thì nằm ở đây gió nó lùa thì sao? Ngủ làm sao? Ờ, đắp chăn vào thấy ấm mà. Đắp chăn thấy ấm hả? Ừ. Hay là mình ở trên đây mình chịu lạnh quen rồi? Vâng, chân hay. Chứ bây giờ các bạn biết là vừa rồi là đợt rét lịch sử ấy, nằm ở trong phòng đắp 2-3 chăn còn thấy lạnh ở đây vẫn thấy ấm đúng không? Này, bạn nhìn thấy ở đây nằm ở đây ngắm được cả vườn ngô này. À, những cái bắp ngô nào mà đến mùa thu hoạch ăn được là chắc là không thoát khỏi cái tầm nhìn của anh em quay đâu nhỉ, quay nhỉ? Là quay. Đây là lì sáng quay. Lì sáng quay đang đun nước, chuẩn bị đun nước sôi. Rất là thiệt thòi. Bố mẹ phải cố gắng, các em phải cố gắng. Đúng không? Để bố mẹ có thể vất vả đi, nhưng mà đời các con phải cố gắng để thay đổi cái cuộc sống này, và phải chịu khó đi học, đúng không? Chỉ có học hành mới là con đường dẫn tới thành công là nhanh nhất thôi, chứ không phải là thầy không muốn nói là bảo là không học là không thành công, mà là đấy là con đường ngắn nhất để mình có thể đạt được những cái ước mơ của mình. Lấy siêu nước đun sôi, siêu nước lên. Sáng nào thế bây giờ sáng sớm thì mình
Mình đánh ra rửa mặt là mình có phải nấu nước sôi không? Có mà. À, nấu nước sôi để đánh ra rửa mặt đúng không? Dạ. Sinh hoạt chung ở đây. Đây thực sự là mình thấy ở đây chứ chắc là nó quen đi chứ bây giờ mình ngồi đây là thấy khói lên là rất là cay mắt luôn. Cay lắm. Đây vai trò của những cái ngôi nhà nhiều cửa sổ như thế này là phát khói rất là tốt, có phải không? Này là không cần mùa hè là không cần phải điều hòa đúng không? Nhà này chắc là không nóng được bởi vì xung quanh rất nhiều những cái khe hở như thế này. Mùa đông thì mát, mùa hè thì ấm phải không? Mùa hè nó mát rồi. Không, mùa đông sẽ không thể ấm được bởi vì là với cái nhà như này thì gió nó lùa thì sẽ rất là lạnh. Và thời tiết em thì quen thế bình thường thôi. À quen thế bình thường đúng không? Bây giờ mình phải xác nhận là nó không bình thường chút nào để mình mới có động lực để phấn đấu chứ đâu chứ mình không thể bằng lòng với những gì hiện tại mình có. Đúng không em? Vì thời gian là có hạn thì thầy cũng qua thăm hỏi chút gia đình. Cũng là năm hết Tết đến rồi đúng không? Những cái gì mà mọi năm có cái gì đấy thì không suôn sẻ thì mình cũng bỏ qua đúng không? Chuyện cũ thì mình bỏ qua phải không các bạn? Thì chúc gia đình tới này là có cái Tết vui vẻ nhá. Và đừng quên rằng là dù là bất cứ hoàn cảnh nào nó khó khăn như nào nhưng chúng ta phải nhìn về các con, về tương lai của phía trước. Được chưa? Là con cái vẫn là tài sản lớn nhất của mình. Đó, nhìn các con khỏe mạnh mà mình phải đầu tư vào. Đó, chăm lo các cháu để sau này các cháu nó trưởng thành lên người thôi. Thời gian có hạn cho nên thầy xin phép ra đi. Nào, đấy nhá. Thôi, video của mình xin kết thúc tại đây nhá. Hẹn quý vị và các bạn một ngày gần nhất và có thể là chúng ta sẽ thăm lại gia đình của anh chị. Và biết đâu đó trong một thời gian ngắn nhất là anh chị có thể cất được một cái ngôi nhà mới. Không nhỉ? Và không cần phải sự đóng góp của các mạnh thường quân nữa mà mình cũng có thể là từ đó mình có thể giúp đỡ được nhiều người đã từng có hoàn cảnh như mình như hiện nay. Đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại.